Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Phi đến công ty mở khóa phòng tài liệu ra, thì vô tình phát hiện Khai Tâm cũng ở đó. Cô ta vô cùng kinh ngạc, hỏi hai người sao lại ở đây, hai người làm gì vậy? Ngải Mễ bị đánh thức nhìn Lý Phi, liền bổ nhào lên trước định tính sổ. May thay có Khai Tâm giữ lại, vác cô ra ngoài. Vừa về đến văn phòng, thì Tiêu Nhiên đưa Phương Cách đi đến tìm Khai Tâm. Cô muốn Khai Tâm xem hộ Phương Cách có bệnh tâm lý nào hay không. Nếu như anh ta không bị sa, thì nhất định phải xin lỗi vì hành động đánh Vương Đặc của mình trong khi hai người nói chuyện với nhau. Ngải Mễ kéo Tiêu Nhiên đi tới chỗ làm việc của mình. Tiêu Nhiên nhìn bản thảo thiết kế trên mặt bàn của Ngải Mễ thì vô cùng kinh ngạc. Cô ấy đề nghị có thể lấy bản thảo của cô đến chỗ bạn mình là Vương Đặc hay không, bởi vì Vương Đặc là nhà thiết kế rất nổi tiếng. Ngải Mễ thấy vậy thì vô cùng vui vẻ mà đồng ý. Lúc đó Phương Cách đi đến, Khai Tâm đã thành công thuyết phục anh ta xin lỗi Vương Đặc. Sau đó anh ta cùng Tiêu Nhiên đi đến công ty Vương Đặc để xin lỗi. Vương Đặc hào phóng bỏ qua chuyện này. Sau đó Tiêu Nhiên nhanh chóng đưa cho anh ta bản thảo của Ngải Mễ để anh ta đưa ra nhận xét. Anh ta sau khi xem một hồi, biểu cảm từ kinh ngạc đến cau mày. Anh thẳng thừng nói rằng trình độ thiết kế của cô đến vòng gửi xe cũng không qua. Nhưng khi thấy thân phận của Tiêu Nhiên, anh tình nguyện bỏ tiền mua lại bản thảo của Ngải Mễ. Nhưng Ngải Mễ lại không đồng ý bán, ý tưởng của cô là vô giá. Sau đó cô nói, từ cách cư xử của nhà từ thiện ấy, tôi rất tự tin không cần đợi đến năm sau, năm nay tôi cũng có thể vào vòng trong rồi. Khai Tâm lập tức bảo cô đúng là chỉ giỏi ảo tưởng. Tôi mà vào vòng trong rồi, tôi đánh chết anh. Ngày hôm đó bà Hà đến công ty của Khai Tâm, chân còn chưa bước vào trong, mắt đã thấy Ngải Mễ ngồi ở đây. Sau khi nghĩ một lượt chuyện đã qua, bà ta cảm thấy rất kỳ lạ. Lý Phi trước nay vẫn thù hằn Ngải Mễ, đã nhân cơ hội thêm mắm dặm muối. Cô ta nói Ngải Mễ không hề có vấn đề gì, nói cô còn cáo hơn yêu tinh. Nghe Lý Phi nói xong, bà Hà mới biết mình bị lừa. Bà ta túm cô dậy, đuổi cô mau đi đi. Cô bị ép về nhà Khai Tâm thu dọn đồ đạc. Ở bên kia, Hồ Na hẹn gặp mặt Khai Tâm. Cô ta nói rằng sẽ nhờ bố mình đưa anh lên làm tổng giám đốc. Nhưng Khai Tâm không hề để ý đến chuyện này, anh chỉ thúc giục Hồ Na mau hoàn thành giao dịch giữa hai nhà. Còn bên này, dưới sự thúc ép của bà Hà, Ngải Mễ vali lớn nhỏ chuẩn bị rời đi. Sau khi biết chuyện cô bị đuổi đi, anh nhanh chóng quay lại. Bà Hà ép anh không được đi tìm Ngải Mễ nữa. Mẹ đuổi cô ấy đi rồi, con tìm cô ấy lại làm gì? Mẹ nói xem như thế có được không? Thoải mái rồi nhé, mẹ mau về nghỉ ngơi đi. Sau đó bà Hà lại nhắc đến chuyện tập đoàn, nhưng lúc này Khai Tâm không có tâm trạng để mà nghe nữa. Anh chỉ có thể giả bộ ngây ngốc, rồi tiễn khéo mẹ đi. Ngải Mễ đang lang thang bên ngoài, cô xách hành lý đi nhưng không có nơi nào để đi hết. Trong lúc bí bách, cô đành xách đồ quay lại nhà Khai Tâm. Nhìn thấy Ngải Mễ ngủ say giấc, trong đôi mắt anh không giấu được tình ý. Ngày hôm đó, Khai Tâm dẫn Ngải Mễ đi tham gia cuộc thi thiết kế. Khi Ngải Mễ đi ra, thông báo cho anh cô đã lọt vào vòng trong. Anh đã vui mừng suýt thì nhảy cẫng lên. Khai Tâm bế chặt lấy Ngải Mễ xoay vài vòng. Sau đó, Ngải Mễ dẫn theo đám bạn tham gia cuộc thi. Không khí nơi đây náo nhiệt vô cùng. Hôm nay, 8 đội xuất sắc nhất của chúng ta sẽ cùng tranh tài đọ sức giành chiếc vé quán quân. Dưới sự giúp đỡ của bạn bè, Ngải Mễ nhanh chóng bắt tay vào việc. Đồng thời lúc đó, công ty của Vương Đặc đang trình diễn thời trang. Khi người mẫu mặc trang phục đi ra, Ngải Mễ liền cảm thấy không đúng. Tại sao thiết kế của họ lại giống với ý tưởng của cô vậy? Hóa ra vài ngày trước, Tiêu Nhiên mang bản thảo thiết kế của cô đến chỗ anh ta. Tuy miệng thì anh ta chê, nhưng lại có mưu đồ ăn trộm chất xám của cô. Cũng nhờ mẫu thiết kế lần này, anh ta nhận được phản hồi rất tốt, còn được giới thời trang công nhận tài năng, nhanh chóng nổi tiếng trên mạng. Ở bên kia, Ngải Mễ đang tham gia cuộc thi thiết kế. Nhờ vào tài năng của mình, cũng đã lọt vào vòng trong. Cuộc thi dần dần đến hồi kết. Khi cô mặc thiết kế của mình bước ra sân khấu, giây phút ấy ai nấy cũng trầm trồ. Cô ấy tự làm người mẫu, quá đẹp, giám khảo ngay lập tức chấm cho cô điểm số cao nhất. Tuy nhiên, trong lúc cô cùng đồng bọn đang vui mừng, giám khảo đột nhiên nhìn thấy bản thiết kế trên mạng của Vương Đặc. Anh ta vô cùng tức giận, mắng cô là đồ ăn cắp chất xám của người khác. Ngải Mễ có giải thích nhưng vô ích, ông ta không tin cô là người bị hại. Cuối cùng, cô bị đuổi ra khỏi cuộc thi. Cô buồn bã đi ra ngoài, trong lòng tức giận vô cùng. Việc bị vu oan ăn cắp ý tưởng khiến cô phát điên lên. Lúc này, Tiêu Nhiên đột nhiên nghĩ ra chuyện cô cầm bản thảo của Ngải Mễ đến chỗ Vương Đặc. Cô ấy hiểu ra, hóa ra là anh ta lấy cắp bản thiết kế của Ngải Mễ. Vì thế, cô nhanh chóng gọi điện thoại cho anh ta. Ai ngờ anh ta lại nói, sự giống nhau giữa các mẫu thiết kế là chuyện thường tình. Nếu như Ngải Mễ một mực cho rằng anh ta ăn cắp, cẩn thận anh ta sẽ kiện ra tòa. Sáng hôm sau, cả đám ngồi trên ô tô, chờ đợi trước công ty của Vương Đặc. Khi anh ta vừa đi ra, Ngải Mễ lập tức đi lên. Cô hỏi anh ta sao lại ăn cắp chất xám của cô. Anh ta nghi hoặc quay lại người. Khi hai người nhìn nhau, ai nấy đều ngây ra tại chỗ. Khi Ngải Mễ thốt ra hai tiếng bì đặc, Khai Tâm lập tức hiểu ra. Anh kéo những người khác đi ra ngoài và nói cho họ biết Vương Đặc chính là người yêu cũ của cô ấy. Ngải Mễ chất vấn anh ta, người lấy thiết kế của em tại sao lại là anh? Em chính là cô ô xin thiết kế đó sao? Sau đó ông bố của Ngải Mễ đi đến. Lúc này, cô mới biết được nguyên nhân anh ta rời xa mình. Là anh ta không cưỡng lại được sự cám dỗ của đồng tiền, nên đã lựa chọn rời xa cô và nhận lấy một tỏ.
Hóa ra tình cảm bao nhiêu năm qua của cô, tất cả chỉ là vô ích. Ngày Mễ đau khổ bị bố đưa về nhà. Về đến nhà, cô hỏi bố tại sao lại mua chuộc Vương Đặc. Ông nói tất cả là vì công ty, cô phải từ bỏ hạnh phúc của bản thân. Từ giây phút cô được sinh ra, số phận cô đã được gắn với trách nhiệm của tập đoàn. Bên này Khai Tâm tinh thần hoảng loạn, giống như anh vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng vậy. Sau đó, anh gọi điện hẹn gặp mặt cô. Ngải Mễ tiểu tụy nói, cô sẽ nghe theo sự sắp xếp của bố. Khai Tâm nghe vậy thì cuống lên tỏ tình với cô. Nhưng Ngải Mễ rằng anh muốn an ủi cô nên đã nói đùa. Nhưng anh lại thành thật tiến lên trước. Anh đưa tay vuốt má cô, sau đó hôn xuống. Ngải Mễ vẫn chưa quên được chuyện của Vương Đặc nên đã vàng né tránh anh. Ở bên kia, công ty nhà họ Hà đang mở cuộc họp. Các cổ đông yêu cầu thay thế vị tổng giám đốc mãi không lộ diện là Nhất Khôn thành một người khác. Khi thấy quyền kiểm soát của công ty sắp rơi vào tay người khác, ông Hà tức giận đến nỗi ngất đi. Khi tỉnh lại, ông nói với Nhất Khôn, chỉ khi anh kết hôn cùng với người thừa kế tập đoàn IMT, công ty nhà họ Hà mới vực lại được. Nhất Khôn cũng rất đau đầu vì chuyện này. Vì lợi ích gia tộc, anh chỉ có thể đau lòng mà nói lời chia tay với Thanh Thanh. Sau đó còn nhẫn tâm ném chiếc nhẫn đính ước của hai người đi. Thanh Thanh không dám tin vào chuyện trước mắt mình. Cô gấp gáp nhảy xuống dưới biển, mục đích là muốn tìm lại chiếc nhẫn kia, cũng như đoạn ký ức đẹp đẽ vừa qua. Ngày hôm sau, lễ đính hôn của Ngải Mễ và Nhất Khôn được tổ chức như dự kiến. Khai Tâm chiều theo ý mẹ, dẫn Hồ Na tới. Khi thấy cô dâu từ từ đi ra, ai nấy đều sốc tận óc. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Khai Tâm giật mình một cái, ly rượu trên tay anh cũng rơi xuống đất. Anh nghi hoặc đi đến trước mặt Ngải Mễ. Vận mệnh thật biết trêu ngươi con người. Người con gái anh yêu sắp đính hôn mà chú rể lại chính là anh ruột mình. Chuyện này khiến Khai Tâm không thể chấp nhận được. Khi nghe Nhất Khôn hỏi hai người quen nhau sao, Khai Tâm đau lòng lắc đầu, không quen. Sau đó, anh thất vọng quay người bỏ đi. Khi nhìn thấy bóng lưng xa dần của anh, nước mắt Ngải Mễ không ngừng rơi. Lúc đó cô mới nhận ra tình cảm của bản thân, mới biết bản thân cô thực sự muốn gì. Cô đi tới giật mic trên tay MC. Cuộc đời của tôi không nên như vậy. Thứ tôi mong muốn nhất là được gặp gỡ người tôi yêu, và anh ấy cũng yêu tôi. Thứ tôi cần chỉ là một tình yêu chân thành, trân trọng lẫn nhau, cùng nắm tay nhau. Lúc này, bố của Nhất Khôn bảo anh ta hãy mau tiến hành đi. Cũng trong lúc đó, Thanh Thanh sau khi được bà Hà cổ vũ động viên, đã chạy một mạch tới đây để cướp chú rể. Cả hội trường loạn cào cào, cô cầu xin anh đừng kết hôn với người khác. Thấy tình hình như vậy, Ngải Mễ đứng trên sân khấu lập tức tuyên bố, lễ đính hôn của Nhất Khôn và Thanh Thanh bắt đầu. Đồng thời, hợp đồng giữa tập đoàn IMT và Hà Thị vẫn được tiếp tục. Bên này, Khai Tâm trở về phòng làm việc. Tâm trạng anh không thể bình tĩnh được nữa. Anh nhớ tới khoảng thời gian khi ở bên cô. Anh đau lòng đến mức không thèm thở. Thân là một nhà tâm lý học điều trị cho người khác, nay lại không thể tự chữa bệnh cho mình. Khai Tâm đau lòng, nước mắt rơi lã chã. Lễ đính hôn kết thúc, bố Ngải Mễ vô cùng tức giận. Ông nói với cô mục đích thật sự của chuyện kết hôn này. Hóa ra ông không hề muốn hợp tác với Hà Thị, mà có dã tâm mua lại Hà Thị với giá rẻ. Ngải Mễ nghe vậy thì lập tức trách móc hành động của ông. Con thật không dám nghĩ bố sẽ lợi dụng con. Sao bố có thể làm ra chuyện như này? Trong cơn tức giận, bố cô đã đuổi cô ra khỏi nhà. Sau đó, ông gọi điện thoại cho ông Hà, tuyên bố điều khoản hợp tác giữa hai tập đoàn vô hiệu, đồng thời tiết lộ chuyện mình sẽ mua lại Hà Thị. Ông Hà nghe xong thì ngất ngay tại chỗ. Còn Khai Tâm sau khi biết bố bị ngất, anh nhanh chóng đi đến bệnh viện, nhưng lại bị Nhất Khôn nhắc nhở. Tập đoàn IMT đang muốn thôn tính tập đoàn Hà Thị. Nhất Khôn từ trước đến nay vẫn luôn đề phòng Ngải Mễ. Vì thế mà anh hy vọng em trai có thể tỉnh táo. Khai Tâm lòng đầy nghi hoặc rời khỏi bệnh viện. Cuối cùng nhờ kế hoạch của mẹ mình, Khai Tâm thuận lợi ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc. Bà Hà không thể ngờ rằng, sau khi Khai Tâm lên nhậm chức được một ngày, đã có chuyện xảy ra. Khai Tâm không quan tâm đến chức vụ này, anh đem toàn bộ mọi quyền hạn cùng công việc cho anh trai xử lý, sau đó trực tiếp bỏ đi. Nhờ sự giúp đỡ của Phương Cách, Khai Tâm biết được nơi Ngải Mễ làm việc. Nhưng khi đến nơi, thấy thái độ của Ngải Mễ vô cùng lạnh nhạt, anh lại đè nén cảm xúc xuống. Anh không chút do dự hỏi cô, tại sao các người lại muốn thu mua tập đoàn Hà Thị? Ngay từ đầu cô muốn kết hôn với anh tôi để lừa gạt nhà tôi. Tất cả là âm mưu, đúng không? Là tôi cố ý. Ngải Mễ không thể ngờ được rằng Khai Tâm lại nghĩ cô là người như vậy. Cô tức giận nhận hết mọi thứ. Khai Tâm nghe vậy thì buồn bã bỏ đi. Còn Ngải Mễ đau lòng khóc không thành tiếng. Hôm nay, Ngải Mễ đưa đồ ăn đến một phòng làm việc. Cô không chút do dự đi vào bên trong. Đập vào mắt cô là một bộ váy cưới, khiến cô ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Lúc đó, Vương Đặc ôm bó hoa tươi đi vào. Người đàn ông cô từng yêu say đắm khi xưa, hiện tại đang dốc hết mọi sức lực của bản thân, nhưng mãi không lấy lại được trái tim của cô. Anh ta quỳ xuống trước mặt cô, cầu xin cô cho mình một cơ hội nữa. Nhưng Ngải Mễ lạnh lùng đáp, ngày mà biết anh cầm tiền bỏ rơi tôi đã quyết tâm rồi, cả đời này chúng ta không có khả năng. Trái tim tôi đã có người khác rồi. Anh ta tức giận hỏi là Hà Khai Tâm sao? Ngải Mễ chắc chắn đáp lại vậy thì sao? Anh ấy tốt bụng, lại chu đáo, sống có tình có nghĩa. Nói xong, cô tức giận bỏ đi. Ở bên kia, Lý Phi yêu thầm Khai Tâm nhưng bị anh cự tuyệt xuất hiện. Cô ta bám đuôi theo Hồ Na đi tới bệnh viện, rồi trốn trong nhà vệ sinh, xông ra đánh lén Hồ Na. Thấy Hồ Na loạng choạng đi tới, Khai Tâm hỏi cô ta bị sao vậy.
Hồ Na căn bản không biết ai đã ra tay với mình, liền tiện mồm nói đó là Ngải Mễ. Trùng hợp lúc đó Ngải Mễ biết tin ông Hà bệnh nặng, trong lòng cảm thấy áy náy, vì thế cô đến bệnh viện thăm ông một chuyến. Khai Tâm thấy cô thì nhanh chóng đi ra ngoài. Anh lạnh lùng chất vấn cô đến đây làm gì, cô vẫn còn thấy đánh chưa đủ sao? Ngải Mễ không hiểu anh ta đang nói gì, nhưng Hồ Na lúc đó lại thêm mắm giảm muối. Không phải cô nói coi Khai Tâm như quân cờ sao? Ngải Mễ tức giận nói cô cứ tiếp tục ăn nói như vậy, đừng trách cô mạnh tay. Chuyện này càng khiến Khai Tâm hiểu lầm cô hơn. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Ngải Mễ ấm ức bật khóc rời đi. Khai Tâm nhìn cô nhưng không nhịn được, anh nhanh chóng đuổi theo sau. Thiên Kim tiểu thư bỏ nhà ra đi, nay lại vác mặt về nhà. Bố cô cho rằng con gái đã hồi tâm chuyển ý, kết quả con gái lại muốn giúp tập đoàn Hà Thị. Ngải Mễ còn kiên định nói nếu như bố dừng lại việc mua cổ phần nhà họ Hà, bố muốn cô làm gì cô sẽ đều đồng ý làm theo hết. Ông bố nghe xong vô cùng tức giận, trực tiếp đuổi con gái đi. Ngải Mễ đáng thương lúc đó đành quay trở về cửa hàng làm thêm, nhưng bởi vì Vương Đặc suốt ngày đeo bám cô nên chủ cửa hàng đuổi việc cô. Bao nhiêu chuyện ập đến với Ngải Mễ khiến cô mệt mỏi, cô xách hành lý đi trên đường lớn, bản thân cô cảm thấy lạc lõng vô cùng. Cô chợt nhận ra có lẽ mình không thuộc về nơi đây, vì thế cô quyết định rời đi, nhưng cô vẫn còn lưu luyến Khai Tâm. Sau đó không hiểu động lực ở đâu, cô đi đến trước cửa nhà anh. Sau khi do dự mãi, cô vẫn không có dũng khí đối diện với anh. Ngải Mễ để lại một bức thư, sau đó rời đi. Lúc Khai Tâm đọc được bức thư đó, Ngải Mễ đã ngồi xe đi tới sân bay rồi. Trong bức thư đó, Ngải Mễ giải thích hết mọi hiểu lầm khi trước. Khai Tâm sau khi biết được đã quyết tâm phải giành bằng được cô về. Anh phóng như bay đi tới sân bay. Ngay khi Ngải Mễ mắt đỏ hoe chuẩn bị lên máy bay, lại đột nhiên nghe thấy tiếng loa ở sân bay. Tiểu thư Ngải Mễ, người yêu của cô là Hà Khai Tâm đang đợi cô ở cửa số 6. Ngải Mễ nghe thấy vậy, nhanh chóng chạy tới. Rõ ràng trong lòng cô rất để ý, nhưng ngoài mặt lại thể hiện không quan tâm. Còn hỏi mình lúc nào lại biến thành người yêu của anh thế? Bây giờ anh muốn đến tiễn tôi sao? Hay là để mắng tôi? Khai Tâm đi lên trước, sau đó xé nát vé máy bay của cô. Anh kiên định ra lệnh cho cô không được rời xa mình. Anh dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi? Dựa vào việc anh thích em, nhưng tôi không thích anh. Ngải Mễ chưa nói xong, đã bị anh dùng miệng chặn lại. Hai người ôm chặt lấy nhau, cuối cùng cũng làm hòa. Ngải Mễ đưa Khai Tâm đến đài phun nước giữa thành phố. Cô kiêu ngạo bắt anh phải chứng minh rằng anh yêu cô. Anh hỏi cô muốn anh chứng minh như thế nào đây? Em muốn anh đi nói với từng người một là anh yêu em. Khai Tâm lặng im rồi nhanh chóng hành động. Khi nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của anh, Ngải Mễ đã hạnh phúc cảm động đến rơi nước mắt. Khai Tâm ấm áp lau nước mắt trên mặt cô đi, sau đó lại khẳng định chắc nịch rằng cô muốn anh làm gì, anh nhất định sẽ làm theo. Từng câu từng chữ anh nói với em đều là thật, anh yêu em hãy tin ở anh. Bất kể em ở đâu, anh sẽ đều ở bên em. Anh nhất định sẽ không để Ngải Mễ của anh một mình đâu. Sáng sớm ngày hôm sau, tập đoàn Hà Thị, nụ hôn sân bay nóng bỏng mắt. Tin tức về người thừa kế tập đoàn được bàn tán sôi nổi. Khai Tâm nhìn thấy tin này, sướng không ngậm được miệng lại. Còn Nhất Khôn trước nay vẫn đề phòng Ngải Mễ. Anh nhắc nhở em trai, hiện nay anh đã làm tổng giám đốc rồi, chuyện tình cảm của anh sẽ liên quan đến vận mệnh của cả tập đoàn. Khai Tâm hiểu rõ, anh nói với anh trai, bản thân em sẽ xử lý tốt mọi chuyện, em sẽ không để liên lụy đến ai đâu. Cũng trong lúc đó, bố Hồ Na biết tin thì vô cùng tức giận. Hồ Na cầm tờ báo lên mà không thể nào chấp nhận nổi. Cô ta tức giận đi tới công ty của Khai Tâm, lại nhìn thấy hai người đang tình tứ thắm thiết. Cô ta chất vấn anh sao lại phản bội mình để đi với Ngải Mễ như vậy. Khai Tâm liền nói với cô ta, hai người vốn chỉ là tính hôn giả thôi mà. Khi mấy người đang cãi qua cãi lại, bà Hà đi tới. Nhìn thấy Ngải Mễ đang tay trong tay với Khai Tâm, bà ta tức giận đi lên, sau đó định tát Ngải Mễ một cái. May mắn Khai Tâm nhanh nhẹn đỡ lại, bà ta chỉ trích cô, hai bố con cô còn muốn chiếm Hà Thị, quả là loại đàn bà thâm độc. Ngải Mễ nhanh chóng giải thích, nhưng bà ta sớm đã giận quá hóa điên nên không tin lời của cô. Khai Tâm đứng bên cạnh giải vây, liền bị mẹ mắng cho một trận. Hà Thị ổn định như ngày hôm nay, không phải vì chúng ta đủ mạnh, mà bởi vì sau lưng chúng ta luôn có chú Hồ ủng hộ giúp đỡ. Lúc này Khai Tâm mới biết, hóa ra là nhờ bố của Hồ Na, cổ phiếu tập đoàn Hà Thị mới không bị rớt giá. Anh nhất thời cảm thấy áy náy với chú Hồ. Lúc này, bà Hà cho rằng tất cả đều là âm mưu của hai cha con Ngải Mễ. Bà Hà đề nghị cô bảo bố mình hãy dừng lại việc mua lại Hà Thị. Như thế mới chứng minh được cô yêu anh thật lòng. Vì thế, cô về nhà nói chuyện với bố. Không chỉ bị bố từ chối, bố còn bắt cô không được gặp Khai Tâm nữa. Nếu như con biết cha của cậu ta là kẻ giết chết bố mẹ con mà còn lại mang thai giọt máu của kẻ thù, thì con có chịu đựng được không? Ngải Mễ mặt mày hoảng loạn, cô cố gắng cho rằng có thể bố vì muốn cô rời xa Khai Tâm nên mới nói dối như vậy. Nhìn thấy cô như vậy, bố chỉ có thể nói ra bí mật bao năm nay ông cất giấu. Hóa ra, bố cô và bố Khai Tâm từng hợp tác làm ăn tại Mỹ. Do việc sản xuất trong kinh doanh nên cả hai trở mặt nhau. Cuối cùng bố Khai Tâm trộm tiền của công ty, khiến cho công ty phá sản. Bố Ngải Mễ vì đuổi theo ông ta mà không may gặp tai nạn qua đời. Ta không phải cha con, ta chỉ là chú của con. Tin tức này đối với Ngải Mễ giống như sét đánh vậy. Vì muốn cô chấp nhận sự thật này,
bố lôi ra tấm ảnh và đoạn ghi âm năm đó. Lúc này, tất cả mọi thứ hiện ra trước mắt cô. Sự thật là như vậy, cô đau khổ bật khóc. Bố cảnh cáo Ngải Mễ, đừng có quên mối hận này. Ngải Mễ sau khi biết chuyện thì trốn trong phòng đau khổ cả ngày. Cô không ngừng xem lại ảnh cũ, những tấm ảnh chụp cùng bố mình, mà trong đầu không ngừng hiện lên những kỷ niệm với Khai Tâm. Bên kia, Khai Tâm không hề biết chuyện gì, anh nghĩ Ngải Mễ thật sự đã đi Mỹ. Bởi vì anh không thể liên lạc được cho cô, Khai Tâm cũng đau khổ không kém. Khi thấy cô đau lòng như vậy, bố cô cũng rất buồn. Vì muốn giúp cô sớm thoát khỏi đau khổ, ông đã đi tìm Vương Đặc. Nếu như cho ông chọn anh ta và Khai Tâm, thì ông thà chọn Vương Đặc còn hơn. Vương Đặc biết ông là muốn lợi dụng mình để tách hai người họ ra, nhưng vẫn cam tâm đồng ý bị lợi dụng. Vì vậy, bố Ngải Mễ đã bổ nhiệm anh ta là phó giám đốc, nhiệm vụ là mua lại tập đoàn Hà Thịnh. Kể từ sau khi Ngải Mễ biết được sự thật, bố cô bị bố Khai Tâm hại chết, cô đã suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng quyết định dẹp tình cảm sang một bên. Khai Tâm giờ là chủ tịch tập đoàn Hà Thị. Khi nhìn thấy cô xuất hiện thì rất kinh ngạc. Cô bạn gái mà anh đau khổ chờ đợi bao lâu, nay lại lạnh lùng nhìn anh. Ngải Mễ không hề quan tâm anh, cô lịch sự gọi anh là chủ tịch Hà. Ngải Mễ mặt không cảm xúc đi vào công việc, nói cô muốn mua lại Hà Thị. Nhưng lúc đó Khai Tâm không nghe nổi nữa, anh hoảng loạn hỏi cô tại sao em ngồi ở đó. Ngải Mễ không hề muốn trả lời anh. Vương Đặc ngồi bên cạnh thấy vậy, liền thêm mắm dặm muối công kích Khai Tâm. Khai Tâm tức giận bảo anh ta câm mồm, anh dựa vào cái gì mà nói. Vương Đặc liền trịnh trọng giới thiệu mình là phó giám đốc của IMT. Từ bây giờ, anh ta sẽ phụ trách hạng mục này, nhiệm vụ sớm mua lại Hà Thị. Khai Tâm khi nghe họ nhắc tới mua lại Hà Thị, anh đã mất đi lý trí. Anh không quan tâm tình hình lúc này, trực tiếp bác bỏ phương án của bên đối tác. Cứ như vậy, buổi đàm phán kết thúc, đám người Ngải Mễ nhanh chóng đắc ý rời đi. Khai Tâm đuổi theo Ngải Mễ, anh muốn hỏi rõ mọi chuyện, nhưng lại bị Vương Đặc ngăn lại. Khai Tâm nhìn bóng lưng cô rời đi, anh thật sự thất vọng, tại sao cô lại trở nên như vậy. Tuy nhiên dù như vậy, anh vẫn cho rằng Ngải Mễ nhất định cô ấy có chuyện khó nói. Bên này, Ngải Mễ hiện tại có cảm giác đau tức ở lồng ngực. Cô một mình rời đi, nhưng bị Vương Đặc đuổi theo. Anh ta muốn cưa cẩm lại cô, nhưng Ngải Mễ từ chối thẳng thừng. Tôi không yêu anh nữa đâu, bởi vì tôi sẽ không yêu một người vì tiền mà vứt bỏ tôi. Khai Tâm bên kia vì muốn biết sự thật nên đã lái xe đến nhà cô, nhưng lại gặp Ngải Mễ đi cùng Vương Đặc. Anh đi lên tóm lấy cô, anh cho rằng Ngải Mễ có chuyện khó nói, hy vọng cô có thể giải thích. Ngải Mễ không muốn giải thích nên đã cố tình nói với anh. Tôi chỉ lợi dụng tình cảm của anh thôi, anh cho rằng tôi yêu anh thật sao? Thấy Khai Tâm vẫn không tin, Ngải Mễ chỉ có thể nói dối, người cô thực sự yêu là Vương Đặc. Khai Tâm nghe vậy thì không thể chấp nhận được, anh đau lòng đứng bất động tại chỗ. Ngải Mễ vừa quay lưng cũng không thể kìm nén được mà bật khóc. Rõ ràng vẫn còn rất yêu nhau, nhưng lại phải nói ra lời cay độc, không ngừng tổn thương nhau. Đoạn tình cảm này liệu sẽ đi về đâu? Sau đó, bố của Khai Tâm và bố của Ngải Mễ hẹn gặp nhau. Bố của Khai Tâm tuyên bố Hà Thị sẽ mua lại IMT. Nhưng bố của Ngải Mễ nói cho dù bản thân có khuynh ra bại sản, cũng sẽ phải lấy cho được Hà Thị. Chủ tịch Hà không hiểu tại sao ông ấy lại bất chấp mọi giá để mua lại Hà Thị. Lúc này bố của Ngải Mễ mới nhắc lại cho ông ta về chuyện năm xưa. Ông ấy sẽ dùng Hà Thị để tế linh hồn của bố mẹ Ngải Mễ. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân, chủ tịch Hà vô cùng kinh ngạc. Sau khi về nhà, ông ấy nhốt mình trong phòng, xem lại những bức ảnh cũ. Trong đầu không ngừng nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Cuối cùng, ông bảo với Khai Tâm đưa Ngải Mễ đến gặp mình. Sau khi Ngải Mễ đến, chủ tịch Hà nói ra lý do muốn gặp cô. Hôm qua ta đã gặp người đó, ông ấy nói với ta, bọn họ đều chết rồi. Ông ấy còn nói là do ông ta giở trò trên xe của bố mẹ cháu và ta, để chúng ta gặp tai nạn qua đời. Vì muốn chứng minh mình vô tội, ông đã cho cô xem đoạn video. Trong đó là một ông lão bệnh nặng đang hấp hối. Ông ta chính là thủ phạm, chơi xấu hại chết bố mẹ Ngải Mễ. Sau khi về nước, ông ta mới biết chủ tịch Hà không chết, nên trước khi chết muốn xin tha thứ tội lỗi năm nào. Chuyện đã rõ, Ngải Mễ cảm thấy vô cùng đau lòng. Khai Tâm cảm thấy có lỗi với cô vô cùng. Anh không biết em phải chịu nhiều đau khổ như vậy, anh vẫn còn ngốc nghếch làm em tổn thương. Ngải Mễ đau khổ nói, dù bất kể thế nào, chúng ta vẫn không có khả năng. Khi về đến nhà, Ngải Mễ đem đoạn ghi hình đưa cho bố xem. Bố cô vừa nhìn đã nhận ra người đàn ông kia. Sau khi biết được sự thật, ông cũng rất kinh ngạc. Ông không dám tin sự thật này, không ngờ 20 năm qua lại đi hiểu lầm nhau. Vì muốn hóa giải mâu thuẫn hai bên gia đình, Ngải Mễ quyết định dừng lại việc thu mua Hà Thị. Khai Tâm vì bị Ngải Mễ từ chối liên tục nên mặt buồn thiu. Anh lững thững đi ra đài phun nước, nhớ lại những câu nói từng nói với cô. Khai Tâm đau lòng ngẩng đầu lên, liền vô tình nhìn thấy Ngải Mễ cũng đang ngẩng đầu nhìn lên. Ngải Mễ nhìn thấy anh thì lập tức rời đi, nhưng anh không muốn mất cô lần nữa, anh bất chấp đuổi theo. Sau đó nói to anh yêu em, rồi ôm chặt lấy cô vào lòng. Ngải Mễ cũng không giấu nổi lòng mình nữa, hai người làm lành với nhau. Vương Đặc vẫn còn tơ tưởng đến cô, nên sau khi biết cô quay lại với Khai Tâm thì vô cùng tức giận. Anh ta không kiềm chế nổi, nhưng Ngải Mễ lại nói muốn anh ta nhanh chóng biến đi. Cô không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Bố cô cũng rút ra một tấm ngân phiếu đưa cho Vương Đặc, đồng thời thông báo mai anh ta không phải đến nữa.
Hành động này khiến Vương Đặc nổi giận thật rồi. Anh ta lên kế hoạch trả thù, ánh mắt như muốn giết người. Thế là anh ta bắt cóc Ngải Mễ, muốn hủy hoại cô. Anh ta tức giận đi lấy thùng xăng đổ xung quanh, sau đó cầm bật lửa và nói với cô, anh sẽ bật nó, sau đó hai chúng ta sẽ được ở bên nhau không xa rời. Ngải Mễ bị anh ta dọa sợ xanh mặt. Ở bên kia, Khai Tâm cùng với cảnh sát đang nhốn nháo tìm phương án cứu cô thì đột nhiên nhận được điện thoại của Vương Đặc. Trong điện thoại, hắn khoe Ngải Mễ đang trong tay hắn, đồng thời yêu cầu Khai Tâm mau đến đây. Khai Tâm vội vàng nghe theo, nhanh chóng lái xe đi tới. Vương Đặc sau khi quan sát thấy có rất nhiều cảnh sát, liền ra lệnh cho Khai Tâm không được để cảnh sát đi theo, còn nhanh nhẹn ngồi vào ghế sau xe của anh. Sau đó uy hiếp anh nghe theo lời hắn, sự sống của Ngải Mễ nằm trong tay anh đó. Nếu như anh muốn cứu cô ấy, thì hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi. Cả dọc đường, Khai Tâm không bình tĩnh được, lòng nóng như lửa đốt. Anh nhân lúc hắn không để ý, định thôi miên hắn để thăm dò vị trí của Ngải Mễ. Nhưng khi Vương Đặc chuẩn bị nói ra, chiếc xe rung lắc khiến hắn ta sực tỉnh. Hắn nổi giận trực tiếp ra tay với Khai Tâm, sau đó hắn gọi điện thoại cho Hồ Na. Vì cô ta cũng giống như hắn, đều bị Ngải Mễ và Khai Tâm bỏ rơi, nên muốn cô ta tới đây để nhìn bộ dạng của cả hai người này. Hồ Na không dám làm kinh động đến Vương Đặc. Sau khi biết được vị trí, cô thông báo cho Nhất Khôn. Khi thấy Khai Tâm cũng bị hắn bắt, Ngải Mễ muốn tiến tới chỗ anh. Vương Đặc nhìn bọn họ quan tâm nhau thì vô cùng tức giận. Hắn tức giận lên người Khai Tâm, điên cuồng dẫm đạp. Đúng lúc đó thì Hồ Na đi tới. Cô tới thật đúng lúc, cô nhìn đi, đôi cẩu nam nữ này, bọn họ xứng đáng bị vậy. Hồ Na giả bộ mắng nhức Khai Tâm, sau đó lén lút cởi trói cho anh. Nhưng họ nhanh chóng bị Vương Đặc phát hiện, hắn ta đạp cô ra, sau đó đánh Khai Tâm liên tục. Hồ Na không chút do dự, xông lên chắn đòn cho anh. Hành động này khiến hắn ta lại càng tức giận. May mắn cảnh sát kịp thời đi tới. Sau đó, Khai Tâm cùng mấy người được đưa tới bệnh viện điều trị. Hồ Na và Ngải Mễ nhanh chóng bình phục, còn Khai Tâm vẫn mãi hôn mê không tỉnh. Sau khi tỉnh lại thì anh lại bị mất trí nhớ. Khai Tâm vì cứu Ngải Mễ mà bị đánh tơi bời, dẫn đến mất đi một phần ký ức. Anh chỉ nhớ được những chuyện trước khi anh quen cô. Ngải Mễ vô cùng đau khổ, vì muốn giúp anh lấy lại trí nhớ, cô xuất hiện lại với tư cách là Oxy. Vì muốn thành công hơn, cô cố ý mặc lại quần áo anh đã từng thấy, nấu bữa sáng cho anh, sau đó nhắc anh ăn mặc, rồi hỏi anh có thấy quen thuộc không. Nhưng anh ấy vẫn không có ấn tượng gì, khiến cô vô cùng thất vọng. Cô nhớ lại chuyện xưa, lúc hai người ngọt ngào bên nhau. Hôm đó, Nhất Khôn đưa Khai Tâm đi trị liệu. Cuộc trị liệu bắt đầu, nhưng bác sĩ không thể thôi miên được anh, chỉ có thể dựa vào lần bắt cóc đó để nhắc lại cho anh ký ức. Hóa ra, nguyên nhân ký ức của anh bị đóng băng là do trong ký ức anh nghĩ Ngải Mễ đã chết. Khai Tâm bừng tỉnh dậy, đau khổ chạy ra ngoài, Ngải Mễ cũng đuổi theo anh. Cô khóc lóc kêu anh đừng quên mình, nhưng Khai Tâm lại cự tuyệt đoạn ký ức này, đồng thời bảo cô đi đi, đừng xuất hiện trước mặt anh. Sau đó cô quay người rời đi. Cô thất thần đi trên đường, không để ý có một chiếc xe đang lao tới. Lúc này, Khai Tâm đột nhiên muốn bảo vệ cô. Anh đuổi theo ôm cô sang một bên. Lúc này ký ức được gợi lại, Khai Tâm đã nhớ ra tất cả. Cứ như vậy hai người bên nhau, con đàn cháu đống, bộ phim cũng kết thúc rồi. Nếu thấy hay, cho mình xin một like và đăng ký nha. Bye bye các bạn.